Tổng thống Mỹ Barack Obama ngỏ lời tri ân tới những cựu chiến binh Thế chiến thứ hai tại một buổi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ ngày D-Day dẫn tới việc đánh bại Đức Quốc xã. Trong một bài phát biểu tại bãi biển Omaha trên bờ biển vùng Normandy của Pháp, ông Obama ca ngợi những binh sĩ mà ông nói đã hy sinh rất nhiều cho sự sống còn của tự do tại thời điểm nguy khốn nhất. Một số cựu chiến binh đã ở độ tuổi 90 tham gia buổi lễ hôm thứ Sáu. Trước đó, Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã tri ân những người thiệt mạng trong cuộc tấn công đường biển lớn nhất trong lịch sử. Khoảng 160.000 quân đồng minh đã nhảy dù hoặc lội nước tiến lên bãi biển Normandy vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Khoảng 4.500 người thiệt mạng vào cuối ngày. Tổng thống Obama nói sự theo đuổi nền tự do của Mỹ được viết bằng máu trên những bãi biển này.